Ok, thì con sẽ nhìn cho cô vào trang này nhé. Đầu tiên cô có động từ đầu tiên hôm nay mình học là từ walk. Ok, walk. Con có biết từ này chưa nhỉ? À, thì cô sẽ giải thích xem từ walk là gì nhé. Bình thường khi mà mình muốn đến một đâu đấy thì chắc chắn là mình phải walk. Từ walk có nghĩa là đi lại. Ok, walk. Ok, từ walk có nghĩa là đi lại. Ok, bây giờ con sẽ nhắc lại cho cô từ này nào. 1, 2, 3. Walk. Good job. Oh, very good nhỉ. Tiếp theo, bây giờ cô có từ số 2. Bây giờ nhá, cô đang rất là vội. Bây giờ cô phải rất nhanh đến trường. Thế thì cô sẽ phải làm sao nhỉ? Run. Oh, run. Run tiếng Việt có nghĩa là? Chạy. Very good. Run. À, đầu tiên mình có từ walk. Và thứ hai mình có từ run. Ok, very good. Run. Từ số 3 cô có là hop. 1, 2, 3. Hop. Đúng rồi, từ hop. Hop có nghĩa là nhảy lên. Tuy nhiên, hop mình sẽ chỉ nhảy một chân lên thôi, được chưa? Từ số 4 cô sẽ có là từ skip. 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 À, ok. Từ số 4, từ skip này cũng có nghĩa là nhảy qua. Tuy nhiên khi nhảy qua mình sẽ dùng cả hai chân, được chưa? Nhảy qua như thế này. Còn từ hop thì hành động này chỉ dùng một chân để nhảy lên thôi. Ok. Bây giờ nhắc lại cho cô bốn từ mà mình vừa học nhỉ. Từ đầu tiên. Walk. Good job. Number two. Run. Very good. Number three. Half. Very good. Và number four. Skip. Very good. Skip. Bây giờ cô sẽ đến hai từ cuối cùng nhé. Từ số 5. Cô có hành động của bạn ý làm sao nhỉ? Đang xoay một vòng đúng không? Xoay một vòng thì mình sẽ có xoay một vòng là turn around. Turn around. Around. Very good. Nhắc lại cho cô từ này nào. Turn Turn around tức là quay đúng không? Và từ cuối cùng cô có từ số 6. Từ số 6 là stop. 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 À ok, bây giờ chẳng hạn ví dụ cô đang đi đường, cô đang lái ô tô đi đường đúng không? Tuy nhiên cô đã vượt đèn đỏ. Thế là chú công an bảo cô là: "Ôi bạn này stop lại." Thế thì con hiểu stop có nghĩa là gì nhỉ? Đứng lại. Đúng rồi, bạn này dừng lại, đúng không? Bạn này vượt đèn đỏ như thế là sai. Thế thì hôm nay mình đã có tổng cộng 6 động từ mà mình vừa học. Nhắc lại cho cô nào. Từ đầu tiên cô có là Work. walk. Very good. Number two. Run. Very good. Number three. Hop. Hop. Number four. Skip. Skip. Very good. Number five. Drum. À, từ này hơi khó một tí, mình sẽ đọc từng từ nhé. Từ này là có hai từ đúng không? Turn. 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 Ok, very good. Turn. Turn. Đúng rồi. Và từ thứ Turn. hai này. Around. Around. Very good. Turn around. Turn around. Very good. Và từ cuối cùng cô có từ số 6 là stop. Stop. Very good. Stop. Stop. Ok, bây giờ cô sẽ nói số của cái từ đấy và con sẽ đọc lại cho cô. Sau đấy con sẽ cho cô biết là à thì cái từ mà cô vừa hỏi nó có nghĩa là gì nhá. Từ đầu tiên mà cô muốn hỏi này, number Run. two. Run, run có nghĩa là Chạy. đúng rồi, ok. Number four. Skip. Skip. Skip có nghĩa là gì nhỉ? Nhảy. À, nhảy. Thế thì nhảy bằng mấy chân hả con? Theo hai chân. Đúng rồi, hai chân đúng không? Thế thì mình sẽ có từ số number one. Work. Very good. Rất là giỏi đúng không? Từ walk có nghĩa là gì hả con? Là đi bộ. Đúng rồi, ok. Cô có từ tiếp theo. Number six. Stop. Stop. Ok, stop có nghĩa là Dừng lại.
Đúng rồi, dừng lại. Number five. From a brow. Từ này mình vẫn đang hơi bị quên đúng không? Đầu tiên này, nhắc lại cho cô từ này. Turn. Turn. Có thấy chữ T đúng không? Chữ T đúng không? Mình phát âm chữ T là turn. Turn. Đúng rồi, ok. Nhắc lại cho cô thêm một lần nữa nào. Turn around. Đúng rồi, ok, very good. Turn around có nghĩa là xoay người đúng xoay không? Người. Ok. Và số 3 cô có là hop. Hop. Hop cũng là nhảy. Nhảy nhưng mà mình sẽ chỉ dùng một chân. Đúng rồi, ok, very good. Bây giờ cô sẽ có một bài tập như thế này. Cô sẽ chiếu cái hành động đấy lên và con sẽ nhìn và nói cho cô là cái bạn này bạn ấy đang làm gì nhá. Ok. Okay. Bây giờ con đã nhìn thấy các hành động của cô ở trên hình chưa? Ok, cô đầu tiên cô sẽ hỏi nhá. Thế Nhi ơi, cái con ngựa này nó đang làm gì nhỉ? Đang nhảy. Nó đang nhảy, thế thì mình sẽ có từ hop và từ skip, đúng không? Thế thì con nhìn cho cô xem là con ngựa này nó đang nhảy ở mấy chân? Skip, very good. Ok, tiếp theo. Bạn nam này, bạn đi đang làm gì đấy? Chạy. Chạy, cô có từ chạy là gì? Run. Run, very good. Run, đúng không? Từ tiếp theo mình có này. Con gấu này nó đang làm gì đấy nhỉ? Con gấu này trông có vẻ nó đang chạy đúng không? Tuy nhiên chân nó lại đang cứ nhảy nhảy như thế này. Thì mình có cái từ nhảy dùng cho một chân là gì? Hop, very good. Cô có từ tiếp theo. Đây đang đi đường thì tự nhiên lại nhìn thấy cái biển báo này đây. Stop. Stop có nghĩa là gì nhỉ? Dừng lại. Đúng rồi, stop là dừng lại đúng không? Tiếp theo. Ôi, cô có cái xương rồng này nó đang làm cái gì ấy? Turn around. Đúng rồi, nó đang turn around đúng không? Và từ cuối cùng mà cô muốn hỏi con. Đây, cái bạn người này, bạn ấy đang làm gì đây? Bạn đang làm gì nhỉ? Có phải là bạn ấy đang đi bộ đúng không? Mình có từ đi bộ là gì nhỉ? Ok, mình quên từ đi bộ đúng không? Cô sẽ mở lại sách cho con xem nhá. Mình có từ đi bộ chính là walk. Walk. Very good. Ok, bây giờ mình sẽ đọc lại hết cho cô những từ này cho cô biết nghĩa nhá. Mình sẽ chốt lại phần này một lần cuối cùng nào. Từ đầu tiên, number one, cô có từ walk. Walk có nghĩa là đi bộ. Đúng rồi, number two. Run. Chạy. Đúng rồi, chạy. Number three. Hop. Nhảy. Đúng rồi, number four. Skip. Hoàn skip. Nhảy. Very good. Number five. Jump around. Đúng rồi, turn người. Around. Đúng rồi, xoay người. Và cuối cùng cô có number six. Stop. Very good. Stop. Chuẩn luôn. Ok, very good. Ok, bây giờ mình sẽ nghe thử qua cái bài hát này nhé. Sẽ bật cái bài hát này lên. Đây là số 35. Page 18. Sing a grand. Listen and point. Sing. She's my mother, she's my mother. He's my father, he's my father. She's my little sister, he's my little brother. Little sister, little brother, family.
trong đoạn nhạc vừa rồi con vừa được nhắc đến những ai nhỉ? Người đầu tiên cô có là mother đúng không? Mother. Người thứ hai? Father. Đúng rồi, tiếp theo người thứ ba? Little sister. Đúng rồi, và người cuối cùng trong gia đình bạn ý là little brother. Ok, very good. Bây giờ mình sẽ chuyển đến phần tiếp theo. Listen and say. Sau khi mình đã học được những từ liên quan đến gia đình đúng không? Mình sẽ thành lập một câu chẳng hạn. Đây là mẹ của tôi. Cô ấy là mẹ của tôi. Anh ấy là bố của tôi đúng không? Thì câu mình sẽ được thành lập bằng cách mình thêm he và she is. Mình sẽ có he là anh ấy. Tức là từ he này mình sẽ dùng cho giới tính là nam hay là nữ hả con? Nam. Đúng rồi. Cũng như thế mình có từ she. Thì từ she sẽ dùng cho nam hay nữ nhỉ? Từ he mình sẽ dùng cho nam và từ she mình sẽ dùng cho nữ. Chẳng hạn cô sẽ có nữ. Em đầu tiên.